Xin chào rất nhiều cũng rất là vui khi mà ngày hôm nay cũng đúng ngay cái dịp mà sinh nhật vừa tròn 8 tháng của nhóm, cho nên là các bạn tính sinh nhật cho nhóm. Xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn Mera rất nhiều ạ. Cảm ơn anh luôn nha. Cảm ơn em rất nhiều nha. Và các quý vị vừa đã nghe một sáng tác của nhạc sĩ Olisi, các khúc đầu tiên Mr. Roy ạ. Cảm ơn. Còn một câu thứ hai vui đến một sáng tác của nhạc sĩ Dương Khắc Linh, các khúc đầu tiên Xin đừng lặng im, xin vị của thưởng thức ạ. Người tiếng nơi vắng lặng, người bỏ đi.